Hôm nay là Trang sẽ chơi lớn nè, chơi lớn này mọi người ơi, chơi lớn luôn nha. Trang sẽ dành tặng 20 suất ưu đãi gia hạn cực kỳ rẻ, cực kỳ sốc, giảm giá tới 50% và quà tặng tới 65 triệu. Mọi người phải nhanh tay nha, nhanh tay đăng ký và nhanh tay inbox luôn. 3 ngày vừa rồi là có rất nhiều các chị đã inbox cho Trang nói là chương trình của bên Trang hết hạn rồi và các chị rất là tiếc vì các chị đăng ký muộn. Và bây giờ thì Trang lên livestream thì lại đang có rất nhiều các bạn cũng đang comment ở đây và inbox nổi inbox luôn để nói về cái chương trình ưu đãi và muốn xin gia hạn. Thì thôi ok mọi người, với một cái uy tín của người chủ cũng như là cái vị trí của người chủ thì Trang sẽ dành tặng cho 20 suất nhé, chỉ có 20 suất ưu đãi gia hạn cho với chương trình đại lễ này thôi. Khi mà mọi người mua combo 3 dịch vụ thì nó sẽ lợi hơn và rẻ hơn cho mọi người rất là nhiều. Chị em nào chúng ta có nhu cầu làm đẹp nhiều, vừa làm căng da mặt, vừa làm thu nhỏ lỗ chân lông, xóa rãnh cười, xóa rãnh nhăn, không bị má hóp, rồi trị nám da, xong mình làm giảm béo thêm cặp online hoặc micro lipo nữa, các chị em của chúng ta chỉ cần gộp vào một cái combo trị giá là 3 dịch vụ thì mọi người sẽ được giảm giá thẳng luôn là 50% và mọi người sẽ được tặng thêm một cái voucher trị giá là 30 triệu và tặng thêm một cái ống Hydrat Pro trị giá là 35 triệu nữa. Tổng quà tặng lên đến 65 triệu. Những chị nào mà chúng ta có nám rất là nặng và mọi người đang cần điều trị nám thì Trang khuyên thực sự là mọi người nên phải thử cái BioCell của nhà Lavender Bay Trang. Và BioCell tại là nhà Lavender Bay Trang thì không phải là chỉ là điều trị nám mà mọi người còn có thể làm căng da, bóng da hoặc làm mịn da và làm thu nhỏ lỗ chân lông nữa. Bây giờ mọi người cứ nhìn đây này, đấy, như da mặt của mẹ bầu nha. Mọi người nhìn này. Thì giống như da mặt của mẹ bầu là Trang vẫn để cho cái da mặt của Trang nó căng nó bóng như thế này là nhờ Trang làm BioCell gọi là trường kỳ kháng chiến luôn. Trang làm BioCell hàng tuần, nói chung là làm hàng tháng, cứ 3 tuần là Trang lại làm BioCell tại nhà Lavender Bay Trang một lần. Là những chị nào chúng ta chỉ muốn là làm căng da, nhỏ lỗ chân lông, mờ nám tới 100% thì mọi người nên điều trị BioCell Plus. Thì trong khi điều trị BioCell Plus thì sẽ là mình sẽ sử dụng Hydrat thường nha. Mình sẽ được cấy một lần trong Hydrat thường trong cái phác đồ BioCell Plus này. Còn những chị nào mà mọi người có điều kiện hơn thì mọi người nên thực hiện cái liệu trình BioCell Complex để mình xóa rãnh cười cũng như là làm trắng thì nó sẽ hiệu quả nhanh gấp 3 lần. Có nghĩa là với cái BioCell Complex này thì nó sẽ là điều trị làm trắng, mờ nám cũng như căng mọng da, săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và làm xóa nhăn, xóa rãnh cười cho mọi người hiệu quả gấp 3 lần so với BioCell Plus. Đây là Trang phải nói thật ha. Chỉ có trong cái gói của BioCell Complex thì nó sẽ có ống Hydrat Pro. Ống Hydrat Pro thì nó sẽ cao hơn, dung tích nhiều hơn, sản phẩm có nhiều những cái sản phẩm gọi là tinh chất vàng hơn như là quả camu camu ở Amazon, rồi là tinh chất peptide sapphire có với các cái điểm nhọn sẽ bám chắc vào cái nền da của mọi người hơn, rồi là thêm những cái thành phần là triple DNA, 3 phân tử chống lão hóa đỉnh cao, xong rồi thêm cái thành phần peptide cấu trúc sapphire nữa. Nói chung là cái Hydrat Pro này thì nó thực sự là đỉnh thần thánh nha mọi người nha. Mọi người sử dụng cái BioCell Plus ở mức độ vừa tiền ha, là giá từ 100 triệu giảm 30% là còn 70 triệu. Đấy, và mọi người nếu mà mọi người mua BioCell Plus trong cái chương trình đại lễ này thì mọi người sẽ được tặng thêm một lần cái BioCell Plus trị giá là 15 triệu nữa. Nó sẽ chênh nhau khoảng 40 triệu giữa BioCell Complex và BioCell Plus, nó sẽ chênh nhau khoảng 40 triệu. Với chương trình BioCell Basic thì bây giờ rất là rẻ luôn. Nếu mà mọi người mua riêng lẻ một mình BioCell Basic thì mọi người sẽ được giảm giá là 40%, giá từ 80 triệu xuống chỉ còn là 48 triệu cho 10 lần thôi. Tính ra là một buổi của mọi người thực hiện sẽ chỉ còn là 4,8 triệu. Chị nào mà chúng ta đang có ý định làm thơ ma từ 30 tuổi trở lên, 35 tuổi trở lên là cái tuổi mà mắt các chị em bắt đầu bị sụp mí, không nhìn rõ hai mí nữa, thì Trang khuyên là mọi người nên làm hai đầu tip nha. Hai đầu tip thì mình sẽ có giá là 98 triệu cho hai đầu tip. Đấy, thì ví dụ như là cái đầu tip này là đầu tip cho mặt này các chị này. Đấy, giống như cái đầu tip này là sẽ là 4cm ha. Diện tích của nó sẽ là 4cm. Đấy, và nó sẽ đi lên khắp vùng mặt. Đấy, và sẽ làm thứ nhất là sẽ làm nhỏ cái bọng mắt này, xóa rãnh cười này, làm săn chắc gương mặt để gương mặt của mình nó không bị sệ này, nó lộ rõ viền hàm và nó nhìn nó đường ve line, nhìn cái mặt của mình nó săn, nó căng lên. Chị nào mà chúng ta bị nhăn mắt, bị sụp mí mắt, mắt không còn lộ được hai mí mà mọi người đang nghĩ là mình phải đi cắt mí hoặc là mọi người phải đi nâng cung mày thì mọi người hãy khoan đã, mà mọi người nên làm cái thơ ma mắt này ha. Nếu mà mình chỉ mua riêng lẻ mỗi một mình thơ ma thôi thì sẽ có giá là 98 triệu cho hai đầu tip này ha mọi người ha. Và mọi người sẽ được giảm giá luôn là 40%, thì còn lại là 58 triệu 800. Nếu như mà những chị em nào chúng ta mua với cái combo 3 dịch vụ thì mọi người sẽ được giảm thẳng luôn là 50% ha. Từ 98 triệu giảm 50% còn có 49 triệu cho cả mặt cả mắt. Trang cược giá luôn cho mọi người nhá. Mọi người đi đâu mà có cái giá mà rẻ như của Lavender Bay Trang
thì Trang bù tiền cho mọi người luôn cả mặt cả mắt hai đồ tip cho mọi người nha. Những chị nào mà chúng ta đang thừa khoảng 5kg, 7kg, 10kg mà mọi người nghĩ rằng là mình cần phải có một cái phương pháp khoa học, mình cần phải đi làm giảm cân với công nghệ cao và mình sợ đụng chạm dao kéo, mình sợ phải đi hút mỡ, thì mọi người nên lựa chọn hai cái công nghệ giảm cân best seller của nhà La Vệ Đông Mai Trang nha. Đó chính là giảm cân Carboline và giảm cân Mesolipo. Thì cả hai công nghệ này Trang đều rất tự tin, tại vì giống như công nghệ giảm cân Mesolipo đi thì đã giúp cho Trang xuống được 25kg sau khi sinh bé ra Khang. Với công nghệ giảm cân Carboline là sử dụng enzyme thực vật nhưng với chế độ là lên men sống đấy, lên men sống của phô thực vật, có nghĩa là sẽ giống như các chị em chúng ta ăn rất nhiều trái cây vào và chúng ta không bị cảm giác đói, không bị cảm giác thèm ăn một cách cồn cào đấy. Thì với cái công nghệ giảm cân Carboline thì là không có cấy, không có chích, không có bất kỳ một mũi kim nào vào cơ thể của các chị cả. Nếu như mà mọi người chỉ mua riêng lẻ giảm cân Carboline thì mọi người chỉ được giảm giá là 30% thôi ạ. Tại vì với những cái công nghệ mới thì thường là các hãng sẽ không cho Trang giảm giá quá 30%, và giá giảm cân Carboline là 100 triệu, giảm 30% đi là còn 70 triệu nha mọi người nha. 70 triệu cho 4 lần giảm cân Carboline, và mọi người sẽ được tặng thêm một buổi Carboline trị giá là 25 triệu nữa. Những ai mà đã biết đến thương hiệu Lavender Bay Trang thì mọi người đều biết là bên Trang đã vững vàng 17 năm trong cái việc làm đẹp, và bên Trang trong cái thị trường làm đẹp, bên Trang rất là có chữ tín rồi. Thế cho nên là những chị nàng mà mọi người biết của bên Trang mà đã ra cái chương trình ưu đãi 50% rồi thì mọi người nên đặt cọc để mình giữ cái chương trình ưu đãi nha. Chứ còn hết là Trang rất là tiếc, vì bên Trang sẽ không thể nào mà gia hạn được nhiều đâu ạ. Nói đến cái giảm cân Carboline đấy đi thì mọi người cũng được giảm giá là lên đến 40% khi mà mọi người mua với cái combo 3 dịch vụ. Đấy, thì với cái giảm cân Carboline là sẽ được giảm giá thẳng luôn là 40% ha. Là mọi người sẽ là từ 100 triệu xuống chỉ còn có 60 triệu cho cái liệu trình giảm cân Carboline thôi. Thì Trang thấy là rất rẻ nha mọi người nha. Thì Trang khẳng định và tự tin với các chị rằng là cái giá làm đẹp hiện tại tại cái thời điểm này và được giảm giá 50%, nhận quà tặng lên đến 65 triệu của nhà Lavender Bay Trang thì là giá rẻ nhất trong thị trường làm đẹp tại Việt Nam. Nếu mà những chị em nào chúng ta đi khảo giá, chúng ta đi dò giá mà mọi người thấy rằng là ở đâu mà có cái chất lượng làm đẹp có cam kết bằng văn bản, cái chất lượng làm đẹp tốt như Lavender Bay Trang mà giá lại siêu rẻ như Lavender Bay Trang được giảm giá đến 50% với combo 3 dịch vụ và nhận quà tặng lên đến 65 triệu, siêu rẻ như đợt này của nhà Lavender Bay Trang nữa, thì Trang tặng không cho các chị liệu trình luôn, thậm chí bù thêm tiền cho các chị cấp 3. Trang tự tin cái điều đấy. Không bao giờ có, vì bên Trang giảm giá 50% này là kịch khung, kịch sàn rồi, không thể giảm hơn được nữa. Và quà tặng đợt này là lên đến 65 triệu là được tặng luôn một cái voucher trị giá là 30 triệu để mọi người dùng dịch vụ gì mọi người trừ tiền dịch vụ đấy. Riêng cái voucher 30 triệu của mọi người là mọi người cũng thỏa thích sử dụng trong vòng 6 tháng rồi. Chưa kể đến nữa là mọi người sẽ được tặng thêm một lần cái 2Track Pro này nữa ha. Cái 2Track Pro này là cực kỳ đắt đỏ nha, còn đây là 2Track thường này. Đấy, so sánh cho mọi người nhìn thấy là 2Track thường thì nó sẽ nhỏ hơn, cũng như là cái hàm lượng tế bào gốc DNA của nó sẽ chỉ bằng 1/3 thôi. Còn cái 2Track Pro này thì cái hàm lượng DNA cũng như là quả camu và peptide sapphire nó sẽ dày hơn, đậm đặc hơn, và nó sẽ làm săn chắc da và cái độ bám trên da của các chị em mình, nó sẽ lưu giữ được ít nhất là từ 2 cho đến 3 năm cho các chị em. Nên là theo Trang nghĩ rằng là những chị em nào chúng ta ở Việt Kiều, ở nước ngoài mình chưa có về được, hoặc những chị em nào chúng ta ở tỉnh xa hoặc ở Sài Gòn, Hà Nội, mọi người bận trong vòng 1-2-3 ngày tới mọi người chưa đến để đăng ký chương trình được, mọi người cứ đặt cọc chương trình ưu đãi đi, vì không có chuyện đâu ạ. Vì chương trình này của bên Trang chỉ cho gia hạn duy nhất 20 suất nha. Từ suất 21 trở đi là Trang sẽ không bao giờ có nữa. Vì nó thực sự là chương trình ưu đãi mà quá lớn, giảm giá đến 50% thì còn gì là lãi nữa ạ. Đấy, chương trình giảm giá như này là chắc chắn với mọi người là rẻ hơn giá vốn luôn rồi. Làm đẹp 5 sao mà giá chỉ có 2 sao là có thật nha mọi người nha. Và làm đẹp với một thương hiệu lớn như Lavender Bay Trang, vững vàng 17 năm trong nghề làm đẹp, cũng như là bên Trang luôn luôn làm đẹp với chữ tâm, chữ tín và làm đẹp bằng cái trách nhiệm đạo đức của nghề nghiệp, và đặc biệt là có bà chủ ở đây để đứng ra đảm bảo cái hiệu quả cho mọi người. Trang sẽ biến cho các chị em của mình trẻ từ 10 đến 15 tuổi là có thật. Đấy, nên là mọi người phải tranh thủ. Nếu mà mọi người chậm là sẽ không bao giờ còn nữa. Nên là mọi người phải nhanh tay nha. Nhanh tay đăng ký và nhanh tay inbox luôn cho page Trang TV và inbox luôn cho page Lavender Bay Trang, để mình sẽ đăng ký chương trình siêu ưu đãi chỉ với 20 suất cuối cùng.